Chơi hụi hay còn gọi là chơi họ là hoạt động khá phổ biến ở các địa phương, nhất là ở phía Nam. Xuất phát từ mục đích ban đầu là để xoay vòng vốn hay là để bà con cùng hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Tuy nhiên thực tế, những dây hụi lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng đã phát sinh nhiều những biến tướng, nhất là khi giao dịch giữa chủ hụi và người chơi hoàn toàn là bằng miệng, không có sự quản lý của cơ quan chức năng. Mẹ vợ ông Thuận bị giật gần 350 triệu đồng vì tin tưởng một chủ hụi trong xóm. Tài sản tích góp không còn, ở tuổi xế chiều, cuộc sống của bà phải dựa vào con cháu. Nhưng hoàn cảnh của ông Thuận cũng chẳng khá hơn, bởi bản thân cũng là bị hại trong đường dây hụi này. Tính để tích lũy tiền để sắm Tết sắm đồ, mà bây giờ bị giật hết rồi đâu mua được cái gì đâu. Pháp luật quy định, muốn mở hụi, các bên tham gia phải thông báo với chính quyền địa phương. Mục đích là để chính quyền nắm khả năng tài chính của các bên tham gia và có cơ sở pháp lý giải quyết các mâu thuẫn phát sinh, nhưng ít ai thực hiện điều này. Ngược lại, hoạt động chủ yếu dựa vào uy tín của nhau. Đây là thực trạng khá phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Đâu có đi khui đi gì đâu, chơi hụi tới 11 giờ mấy, 12 giờ, nói nhiều mình đóng nhiều. Số mình chơi nhiều quá mình cũng chơi theo, chứ mình không thấy bả đàng hoàng mà. Đó, thành ra cũng tin tưởng quá quá đi. Là một chủ hụi có tiếng ở Sóc Trăng, người phụ nữ này chưa một lần đăng ký với chính quyền địa phương. Đến khi bà ôm 10 tỷ đồng của hụi viên bỏ trốn, người dân mới tìm đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ. Vừa rồi thì công an tỉnh cũng đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân tỉnh là ký ban hành cái kế hoạch số 52. Trong đó thì quy định rất là rõ cái trách nhiệm của cái ngành tư pháp là các anh phải tổ chức tuyên truyền phổ biến các cái quy định của nghị định 19 nó như thế nào. Rồi là trách nhiệm của ủy ban dân các xã, phường, thị trấn, ủy ban dân cấp huyện thì phải làm những cái việc gì để quản lý cái hoạt động là hội họp biểu phường. Nhờ vào tiệm tạp hóa này, cháu của bà Út mới được đến trường. Chủ hụi thức tính, tiền bạc tích góp cũng mất theo. Nếu có sự giám sát của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có thể sớm đưa ra cảnh báo về khả năng tài chính của chủ hụi. Và những hụi viên như bà Út đã không bị mất tiền khi tham gia những dây hụi này. Vâng, cũng trên thị trường tài chính thì tín dụng bắt đầu có tín hiệu phục hồi sau 2 tháng tăng trưởng âm. Đến ngày 29 tháng 3 thì theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đã tăng 1,3% so với cuối năm ngoái. Không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất thấp, các ngân hàng đang tăng cường ứng dụng số, đơn giản thủ tục vay nhằm tạo điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên phải làm việc với các nhà thầu, các nhà cung cấp vật liệu, doanh nghiệp xây dựng này cần một nguồn vốn sẵn sàng để kịp tiến độ cho các dự án. Thay vì phải mất thời gian đến ngân hàng nộp hồ sơ như trước, nay họ có thể làm thủ tục vay vốn trực tuyến ngay tại văn phòng. Họ được ngân hàng cấp cho một hạn mức vay thấu chi, có thể giải ngân ngay khi có nhu cầu. Khi mà đã có một cái hạn mức thấu chi, gần như là doanh nghiệp sẽ chủ động được rất nhiều trong cái việc thanh toán đến hạn với các nhà cung cấp, các nhà thầu phụ, thậm chí là thanh toán lương của cán bộ công nhân viên. Và việc đó làm cho cái uy tín của doanh nghiệp mà nó sẽ được đảm bảo hơn rất là nhiều. Và cái công việc triển khai của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các ngân hàng phát triển các dịch vụ số tiện ích hơn, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định chính thức cho phép cho vay bằng phương tiện điện tử. Hiện nhiều công đoạn trong quá trình vay vốn cũng đã được rút gọn nhờ ứng dụng số. Thông qua cái việc số hóa thì ngân hàng cũng đã triển khai giúp cho khách hàng là gia tăng được các cái tiện ích trong cái việc mà ví dụ như là mở tài khoản online rồi phê duyệt thấu chi online nên hạn mức lên đến 5 tỷ đồng. Và chúng tôi cũng qua đó thì cũng triển khai được các cái dịch vụ khác như là thanh toán quốc tế online rồi mua bán ngoại tệ online. Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp. Ngoài việc giảm lãi suất để hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng thì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều các chính sách liên quan đến giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ khách hàng trong quá trình có thể triển khai các apply hồ sơ online để tạo điều kiện khách hàng giảm được chi phí trong việc mà tiếp cận tín dụng của ngân hàng. Nhằm đơn giản thủ tục, một số ngân hàng cũng cho phép vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm, đánh giá tín nhiệm của người vay dựa trên phân tích dữ liệu lớn thu thập được về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đổi lại, những doanh nghiệp muốn vay tín chấp đòi hỏi phải minh bạch thông tin và có kế hoạch kinh doanh khả thi. Giá cà phê trong nước thời gian qua liên tục lập đỉnh mới. Nếu như tháng 3 năm ngoái còn ở mức là 47.000 đồng/kg, đến tháng 10 giá dao động là 58.000 đồng/kg.
thì thời điểm hiện tại, giá cà phê đã ở mức là 107.000 đồng kg. Giá tăng cao giúp cho người dân phấn khởi nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức với các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì tình trạng chậm giao hàng, hủy giao hàng của một số đơn vị thu mua trung gian. Tình trạng này dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, thì giá thu mua cà phê đã tăng gấp hơn 2 lần so với đầu vụ trước. Sau đó, các doanh nghiệp phải huy động nguồn vốn lớn hơn. Nguồn cung cà phê nhân hạn chế có thể sẽ đẩy giá cà phê tiếp tục tăng và việc thu mua của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu được dự báo sẽ còn khó khăn. Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã khai mạc ngày hôm qua và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Như thường lệ hàng năm thì đây vẫn là dịp để du khách có thể tìm hiểu về tour tuyến các sản phẩm du lịch, săn các chương trình ưu đãi giảm giá. Vâng, và theo ghi nhận của VTV Money thì không khí tại hội chợ năm nay còn nhộn nhịp hơn, bởi vì là trong bối cảnh mà giá vé máy bay nội địa đang neo cao thì khách tham quan đến đây để cố tìm ưu đãi, còn các doanh nghiệp du lịch họ cũng chuyển hướng để có thể chiều ý khách hàng của mình. Vé máy bay nội địa năm nay đắt, khách mọi người hướng là đi quốc tế nhiều hơn đấy, tại vì thấy các cái chương trình tour quốc tế là rẻ hơn tour nội địa. Vì ví dụ như là đi Hàn ở hội chợ bán có 12.500.000, thì nếu mà Nha Trang bạn mua vé bay mà tầm khoảng 8-9 triệu mà bạn cả ăn ở các thứ vào rồi nó phải tầm khoảng 10 triệu một người. Thực tế là nếu như bản thân mình nhé và đồng nghiệp của mình thì lựa chọn cái điểm quanh Hà Nội khá là nhiều, ít ngại di chuyển xa, nếu xa thì mình đi nước ngoài. Đấy, xu hướng năm nay mình cảm thấy mọi người thích như vậy hơn đấy. Chuyển hướng đến những điểm du lịch gần, di chuyển bằng đường bộ hay là chọn tour đi nước ngoài là lựa chọn của rất nhiều người cho dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay và cho cả mùa du lịch hè sắp tới nữa. Theo các doanh nghiệp lữ hành có gian hàng tại hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024, thì giá vé máy bay duy trì ở mức cao trong suốt thời gian qua, khiến cho sản phẩm du lịch nội địa yếu thế hơn khi cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực. Thường thì giá tour nó sẽ có hai nhóm, một là tour chọn gói đã bao gồm vé máy bay rồi, những tour đấy thì giá không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì hiện nay có một lượng lớn khách hàng họ đặt tour combo kết hợp giữa vé bay và khách sạn. Thì như đấy thì vé bay thì khách đặt kiểm tra vé bay tại thời điểm khách đặt thì giá khá là cao và thường có thể chiếm từ 70 tới 80% tổng giá trị tour của khách và ảnh hưởng khá là nhiều đến về kế hoạch đi tour và chi phí của đi tour của khách ạ. Ngoài mang đến những ưu đãi hay là khuyến mại tại sự kiện hội chợ, các doanh nghiệp du lịch cũng tung ra các sản phẩm để chiều theo sự chuyển hướng của du khách. Tập trung vào các sản phẩm du lịch bằng tàu hỏa. Bởi ngày nay ngành đường sắt đầu tư rất là nhiều các cái cơ sở hạ tầng, chính sách giá tốt để thu hút du khách du lịch. Thứ hai là thay vì các chuyến đi xa thì xây dựng các sản phẩm du lịch nội vùng, sử dụng các phương tiện bằng ô tô, tập trung các cái tuyến điểm ví dụ như là các cái khu nghỉ dưỡng quanh khu vực, các cái tuyến biển như là Hạ Long, như là Cát Bà, như Hải Tiến. Cái mà chúng tôi quan tâm làm sao chúng ta có thể triển khai được một cái chương trình kích cầu có tầm cỡ quốc gia để ở tại đấy ta có thể điều tiết được hoạt động của các cái ngành, rồi các cái ngành đó sẽ liên kết với nhau cùng tính toán, cùng chia sẻ cái lợi và cái hại và làm sao để chúng ta có được một cái giá hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Bài toán giá vé máy bay không thể giải một sớm một chiều. Thế nên ngoài các giải pháp ngắn hạn, các doanh nghiệp du lịch cũng cho rằng cần có một nhạc trưởng để điều tiết. Thế thì các nhạc công mang tên là du lịch, hàng không hay lữ hành mới có thể bắt nhịp cùng nhau và hướng đến mùa cao điểm du lịch đang cận kề.